Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ hai, 31 tháng Giêng năm 2022. Vừa là một ngày cuối tháng Giêng, lại cũng là ngày của cuối tháng Chạp, năm cũ, sắp sang một năm mới, năm Nhâm Dần. Chúng tôi vừa dâng thánh lễ giao thừa một mình, và chúng tôi xin chia sẻ lại với anh chị em những suy niệm của bài tin mừng lễ giao thừa. Xin anh chị em chịu khó lắng nghe, cái tiếng của tôi nó không có được khỏe và nó rất là khàn bởi vì tôi đang còn mắc bệnh cúm. Xin cùng nhau công bố lại bài tin mừng của đêm giao thừa hôm nay. Bài tin mừng tuyệt vời, một bài tin mừng mà tôi vẫn thường chia sẻ là có cái tần suất được công bố nhiều nhất trong một năm. Lễ giao thừa, lễ các thánh nam nữ trên trời, rồi các lễ tang, các lễ cưới, các lễ kỷ niệm ngân khánh, kim khánh, khấn dòng, thụ phong linh mục và nhiều dịp lễ khác đều có thể công bố bài tin mừng theo thánh Matthew mà chúng ta vẫn quen gọi là hiến chương nước trời. Lời Chúa trong tin mừng theo thánh Matthew chương 5 câu 1 đến câu 10: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủy an. Phúc thay cho những ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Kính thưa ông bà và anh chị em thân mến, đây như là một lời tuyên bố cái hiến chương, tức là những cái căn bản chính của nước trời. Muốn được vào nước trời thì phải sống theo được cái mỗi phúc này. Đồng thời chúng ta cũng lại có thể hiểu được theo cái văn hóa của người Việt Nam là Chúa Giêsu đang mừng tuổi chúng ta. Chúa Giêsu có một cái bài chúc Tết bằng 80 phút này. Và nếu mà coi là một bài chúc Tết trong đêm giao thừa được công bố thì chúng ta phải lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì thay vì chúc an khang thịnh vượng, chúc phúc lộc thọ, chúc cho con người ta thành công mỹ mãn, mã đáo thành công, tất cả những thứ mà người đời vẫn chúc cho nhau trong cái dịp lễ giao thừa trong những ngày xuân này, nhưng hội thánh đại diện cho Chúa Giêsu lại công bố cho chúng ta những cái mối phúc, mà mối phúc nào cũng là những cái đau khổ, cũng là những mất mát, cũng là những chua xót. Nhưng mà thưa ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn lại cả một năm vừa qua, chúng ta được một cái phúc, phúc lạ lùng, cái phúc khác người, cái phúc không giống người đời. Đó là chúng ta được phúc nghèo khó, được phúc hiền lành, được phúc sầu khổ, được phúc biết xót thương, được cái phúc gây dựng hòa bình, và cả cái phúc bị bắt hại vì cấu sống công chính nữa. Anh chị em cứ ngẫm nghĩ lại suốt một năm vừa qua, chỉ riêng cái chuyện Covid thôi, nó đã làm cho chúng ta vừa sợ hãi, vừa kinh hoàng, lại vừa mất mát, vừa xót thương. Gần như gia đình nào cũng đều có người bị mắc bệnh Covid, phải trải qua những ngày sống dở chết dở. Lại cũng mỗi một gia đình hình như cũng lại có một cái tang, một cái mất mát, ít nhất là một người trong gia đình của chúng ta đã chết vì Covid. Và bản thân chúng tôi vừa mới kể với một người khác là bà chị của chúng tôi vì mất vì Covid ngày 7 tháng 12, thì tức khắc nghe cái người đó đáp trả lại là: thưa cha, bố con cũng chết. Người khác thì nói mẹ con cũng chết,
một người khác là một cha dòng chú Francisco là bạn thân với chúng tôi cũng nói: ông Uy ơi, tôi cũng có một bà chị tên là Hiền cũng chết vì Covid. Nên cái gặp nhau, cái lời chia sẻ không thay vì là một tin vui thì lại là một tin buồn mất mát. Và tức khắc cái người nghe cũng chia sẻ ngay, y như thể là khoe ra là không phải chỉ có ông mất mát, không chỉ có bạn mất mát mà cả chúng tôi nữa, gia đình chúng tôi cũng có người mất mát. Không phải là khoe như một cái gì nhờ, mừng rỡ hân hoan, nhưng mà là một cái thổ lộ để đồng đồng chia sẻ cái nỗi đau mất mát với người kia. Nên thưa ông bà và anh chị em, chỉ riêng cái chuyện Covid, cái nạn đại dịch năm vừa rồi thôi, nó đã làm cho chúng ta được một cái may mắn, được một cái phúc sống, điều mà Chúa nói ở trong bài tin mừng ngày hôm nay. Bỗng nhiên con người ta đang giàu tụt xuống thành nghèo, đang nghèo tụt xuống thành cùng khốn, đang cho những người đang còn lao động kiếm sống từng ngày, có miếng ăn gạo đong từng ngày, thì bây giờ tụt xuống không còn gì trắng tay, có nguy cơ bị chết đói. Thế nào, đúng là phải hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, phúc cho những ai nghèo khó, nghèo và rơi vào khó khăn, phúc thay những ai bị hiền lành. Chúng tôi còn nhớ một chị nữ tu chăm sóc chị tôi ở trong nhà thương. Chị tôi tên là Hiền, và bà Sơn nói là: thưa cái cô Hiền, cô thứ cô Hiền lắm. Thành ra những người mà như không phải như chị tôi mà những người khác lúc bình thường không phải là hiền lắm, không ai dễ bắt nạt, nhưng mà khi rơi vào căn bệnh, rơi vào hoàn cảnh khốn khó về kinh tế, bỗng nhiên con người ta trở nên hiền lành, hiền như con chiên bị đem đi để tế xác. Phúc thay cho những ai sầu khổ, còn ai mà lại không phải chịu những nỗi đau khổ, sầu khổ của những ngày tháng vừa qua, những mất mát người thân, những mất mát công ăn việc làm, những sợ hãi trước tương lai. Phúc thay cho những ai khát khao nên người công chính. Thực sự thường thì con người ta lao mình vào để kiếm tiền, lao mình vào những cái quay cuồng của cuộc sống, có thể đảo điên, có thể dối trá, có thể lọc lừa lẫn nhau. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh đẩy tới bức tường, đẩy tới chân tường, thì con người ta bỗng nhiên có một cái soi tỏ, có một cái sự đốn ngộ để cảm thấy được rằng mình phải sống công chính. Lúc này là lúc phải quay về với lẽ công chính. Phúc cho những ai biết xót thương người. Biết bao nhiêu những con người xông pha dấn thân vào trong những cái xóm trọ, vào những cái ổ dịch để mà chia sẻ, để mà xót thương. Không thể nào đành lòng mà bỏ đi, nhưng mà cảm thấy nhói đau trong tâm hồn, biết xót thương lẫn nhau, dừng lại để trao một gói xôi, dừng lại để trao một ổ bánh mì, dừng lại có khi chỉ là một cái nắm tay, một cái ánh mắt khích lệ. Phúc thay cho những ai có tâm hồn trong sạch. Mặc kệ chung quanh chúng ta vẫn thấy có những cái tham nhũng, có những cái vụ gọi là kinh khủng, ăn tiền trên cái sinh mạng của người khác nổ ra ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà vẫn có đó những con người có tâm hồn trong sạch. Nhất là khi đứng trước cái nguy cơ của cái chết, con người ta trắng tay, con người ta cảm thấy mình được lột bỏ tất cả những gì là ô uế, những gì là không trong sạch, để con người ta chỉ còn Chúa, chỉ còn tấm lòng chính trắng. Phúc thay cho những ai biết xây dựng hòa bình. Rất là nhiều gia đình đã tâm sự với chúng tôi là trong những hoàn cảnh này, trong những hoàn cảnh thời gian vừa qua, họ đã làm hòa lại với nhau, và họ đi làm hòa cho người khác. Đúng là xây dựng hòa bình, kiến tạo hòa bình, giải hòa những cái mối bất hòa, những cái xung khắc kinh khủng. Có những gia đình mà xung khắc giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, giữa dòng họ này với dòng họ kia, tưởng như là không bao giờ giải hòa được. Vậy mà trước cái đại dịch vừa rồi, con người ta có thể đến với nhau, có thể chia sẻ cho nhau một vài ký gạo, con người có thể bắt tay với nhau để làm hòa. Và thưa anh chị em, có cả những con người bị bách hại, bách hại vì sống công chính. Chỉ mới mấy ngày vừa qua thôi, chúng ta ai cũng xót xa trước cái tin của cha Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, đã bị người ta chém chết ngay khi ngồi tòa giải tội. Nên nên cái cái cái
cái bách hại vì công chính không còn ở xa ta, nó không còn chỉ là nói chung chung về ý thức hệ, nhưng mà nó có thể xảy ra ở ngay trong cộng đoàn của chúng, ngay trong hội thánh của chúng ta, ngay trong 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 đời sống của chúng ta. Rất nhiều em bé đã bị bạo hành, bị đóng đinh vào đầu, bị mẹ ghẻ đánh cho đến chết. Nên con người ta bị dồn đẩy đến những cái cùng cực, những cái khốn khổ, những cái sự sợ hãi kinh hoàng và cái chết chóc, thì con người ta bỗng nhiên mở toang lòng mình ra để đón nhận mối phúc của Thiên Chúa. Ta có thể thắc mắc là tại sao Chúa lại gửi đến những cái éo le, ngang trái, những cái khốn khổ như vậy. Thưa, không phải Chúa không làm chuyện giữ cho, gửi sự giữ đến cho chúng ta, nhưng sự giữ do chính chúng ta gây ra. Cái đại dịch hay là những tai họa, những căn bệnh ung thư, những cái tai nạn hay những vụ án tham nhũng do chính con người chúng ta gây ra, do chính chúng tôi cũng có phần gián tiếp, do chính anh chị em chúng ta đều có cái trách nhiệm ở trong cái nỗi khốn cùng của chúng ta, của cả thế giới này. Nhưng mà Thiên Chúa lại yêu thương chúng ta, lại chạy thương cho chúng ta là xuyên ngang qua tất cả những cái khốn cùng đó thì vang lên mối phúc của Thiên Chúa, để những ai có tâm hồn nghèo khó, những ai sống hiền lành, những ai sầu khổ, những ai khát khao nên người công chính, có những ai biết xót thương người khác, có những ai giữ cho tâm hồn mình trong sạch, có những ai kiến tạo hòa bình, và có những ai đang phải chịu bách hại vì sống công chính, thì bỗng nhiên được cái phúc của Thiên Chúa. Vậy cái phúc của Thiên Chúa là khi chúng ta mở lòng ra, tin vào Đức Giêsu Kitô và đi theo người, sống như người. Ta có thể giã từ cái quá khứ trước đại dịch Covid, chúng ta sống không tốt, chúng ta cư xử tệ bạc với nhau, chúng ta nói dối nhiều quá, chúng ta tham lam nhiều quá, chúng ta kiêu ngạo nhiều quá, chúng ta đam mê sắc dục nhiều quá. Thì bây giờ với cái đại dịch nó đến, nó chẳng trừ ai, cả các linh mục, các tu sĩ cũng bị Covid, cũng chết như mọi người, cả người giàu lẫn người nghèo, người thành phố cũng như nông thôn. Nên chúng ta được mời gọi cùng một lúc nhìn về Chúa Giêsu để tuyên xưng lòng tin của mình, chúng ta trao phó đời mình cho Chúa. Và từ đây về sau chúng ta cố gắng, không phải một sớm một chiều chúng ta đã thay đổi được và trở nên tốt đâu, nhưng mà chúng ta đã nếm mùi được cái kinh khủng, cái sự chết nó là thế nào, thì chúng ta càng cảm nghiệm thấy cái sự sống của Thiên Chúa, của tình yêu và tha thứ của Ngài chữa lành cho chúng ta. Xin kính chúc anh chị em trong một năm mới này tràn đầy những mối phúc mà đã được công bố trong thánh lễ giao thừa ngày hôm nay. Xin anh chị em cùng với chúng tôi bám chặt lấy Chúa, đừng bỏ rơi bất cứ một thánh lễ nào, thường xuyên đến với bí tích giải tội và bí tích thánh thể, để chúng ta được ở gần Chúa, được ở trong Chúa, được có Chúa ở bên cạnh mình, ở trong mình, để chúng ta không còn bị sơ sẩy, để chúng ta không còn rơi vào những cạm bẫy của tội lỗi và sự chết. Xin cảm ơn anh chị em trong một năm vừa qua đã đồng hành với chúng tôi. Rất nhiều anh chị em đã là ân nhân chia sẻ vật chất để cho chúng tôi có điều kiện lo cho người nghèo. Rất nhiều anh chị em đã lăn xả vào cộng tác với chúng tôi khi đến các xóm trọ, để đến cứu trợ, để mang các bình oxy, chăm sóc cho các bệnh nhân ở trong các nhà thương, những bệnh nhân F0 tại nhà. Tất cả những con người ấy đã giúp cho chúng tôi tỉnh ngộ. Tất cả những hoàn cảnh đó giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy thế nào là mỗi phút, là 80 phút của Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.